Trung Quốc với dân tộc hơn 1 tỷ người là một đất nước khổng lồ có một lịch sử và một nền văn hóa lâu đời đã từng đạt đến nền văn minh cao độ trong quá khứ. Nhưng ngày nay, Trung Quốc lại là hình ảnh thiếu thiện cảm dưới cái nhìn của thế giới qua thái độ lấn lướt các nước đang phát triển và tìm cách lũng đoạn thị trường các nước tân tiến. Từ 1978, tức là giai đoạn Đặng Thế Bình lãnh đạo tối cao của Trung Cộng, ông ta đưa ra chính sách 4 hiện đại hóa, trong đó có công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật. Nhưng để thực hiện một cái chính sách mà to lớn như vậy thì cần cái quan trọng nhất là phải phát triển kinh tế. Và muốn phát triển kinh tế thì phải có nguyên liệu, có nhiên liệu. Và do đó cái chính sách của Trung Cộng đã mở rộng không phải chỉ tại vùng Đông Á mà cả phạm vi toàn thế giới. Thực sự ra đó là Trung Quốc là một nước nghèo, đói ăn, khát dầu, thiếu nước và thiếu đất canh tác so với các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng mà cái hệ thống chính trị hiện hành của Trung Quốc nó không giải quyết được những cái vấn đề đó của họ. Tại vì nhiều quốc gia cũng có thể có những hoàn cảnh đó. Trường hợp bên cạnh đó là Nhật Bản hoặc là Nam Hàn, họ giải quyết theo cái lối văn minh. Còn Trung Quốc đó đã giải quyết theo cái lối lạc hậu quá khứ của họ. Và vì vậy đó là gây về vấn đề cho người dân Trung Quốc, nạn ô nhiễm môi sinh là cái trường hợp điển hình, nạn bất công xã hội, vân vân. Và lại họ sẽ giải quyết vấn đề đó bằng giải pháp ăn cắp, ăn cướp, kể cả dùng áp lực về quân sự như chúng ta đã thấy tại Biển Đông mà nhiều vị khác có thể sẽ đề cập tới. Thành ra tôi cho rằng là nếu mà tiếp tục như hiện nay đó, Trung Quốc sẽ bị khủng hoảng, như nhiều quốc gia khác đã từng bị khủng hoảng khi áp dụng cái chiến lược phát triển như vậy. Khủng hoảng tại Trung Quốc nó không có thu hẹp vào trong lĩnh vực kinh tế, nó mở rộng sang lĩnh vực xã hội và chính trị. Trong nước, những thành phố Trung Quốc bị ô nhiễm nặng nề, nạn thất nghiệp dâng cao, sự chống đối của dân chúng về tham nhũng, bất công trong xã hội lan tràn từ thôn quê đến thành thị. Nhìn ra bên ngoài là những vụ án về chuyên gia Trung Quốc thường xuyên đánh cắp các kỹ thuật của Tây Phương, những loại thực phẩm độc hại và hàng hóa kém chất lượng sản xuất tại Trung Quốc đang tràn ngập thị trường thế giới. Vì nhu cầu tìm năng lượng và tài nguyên cho lục địa, Trung Quốc vươn cánh tay đến tận châu Phi với lối hành xử của một loại thực dân mới. Với các nước Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Trung Quốc áp đặt một cách thô bạo nền thống trị Hán tộc nhằm xóa bỏ toàn bộ văn hóa của những dân tộc này. Trung Quốc đang tạo ra những bất ổn cho hòa bình thế giới qua những phát triển quy mô về quân sự, kèm theo sự kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ngày nay, Trung Quốc là hình ảnh con bạch tuộc khuấy động Biển Đông, bất chấp quyền lợi và chủ quyền của các quốc gia trong khu vực, tạo ra những động thái bất ổn có chủ đích. Trung Quốc công khai bộc lộ tham vọng bá quyền đã có từ trong lịch sử của họ. Việt Nam từng bị Trung Quốc đô hộ trên 1.000 năm, nhưng từ khi Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản, thì quan hệ Bắc Việt Nam và Trung Quốc trở nên gắn bó. Tuy nhiên, khi Cộng sản Việt Nam ngã theo Liên Xô, thì chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc bùng nổ năm 1979. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cộng sản Việt Nam quay trở lại thần thuộc Trung Quốc qua Hội nghị Thành Đô năm 1990. Từ đó, Trung Quốc có cơ hội xâm nhập Việt Nam một cách toàn diện và tinh vi trên mọi lĩnh vực.
Trên tờ New York Times ngày 4 tháng 2 năm 2014, Tổng thống phi luật tân Benigno Aquino đã so sánh các lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc hôm nay không khác gì nhà độc tài Hitler trong Thế chiến thứ hai. Ông nhắc đến biến cố Sudetenland như là một bài học lịch sử. Tiệp Khắc đã bị Đức Quốc xã cưỡng chiếm, một phần vì chính quyền sâu mọt của Tiệp Khắc đã làm suy yếu tiềm lực quốc gia, nhưng phần khác là do các nước đồng minh phương Tây đã làm ngơ cho Hitler đánh chiếm Tiệp Khắc. Ngày hôm nay, Trung Quốc đang lặp lại kịch bản Tiệp Khắc khi chủ trương bành trướng xuống vùng Đông Nam Á. Miếng mồi ngon đầu tiên chính là Việt Nam. Tương tự như Đức Quốc xã với Tiệp Khắc vào năm 1939, lợi dụng chính sách ngoại giao mềm mỏng của Hoa Kỳ, thái độ nhu nhược của Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc mở cuộc xâm chiếm biên giới và biển đảo Việt Nam, uy hiếp ngư dân và ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và mối lo ngại của thế giới. Cuộc xâm lăng Việt Nam của Trung Quốc lần này diễn ra theo một trình tự tinh vi trên nhiều lĩnh vực. Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc khuất phục bằng nhiều áp lực. Từ trong chiến tranh cho đến hôm nay, từ bức thư do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, đến những nhượng bộ thiệt thòi mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết trong các hội nghị. Ngày 8 tháng 6 năm 2014, Vương Dân, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kèm theo những cái họ cho là chứng cứ Việt Nam thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là bức thư do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958. Sách giáo khoa địa lý lớp 9 và tập bản đồ thế giới do Trung Quốc ấn hành. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Cộng sản Việt Nam phân tích rằng đó không phải là những văn bản quy phạm pháp luật được phê chuẩn bởi cơ quan quyền lực nhà nước hoặc bởi những tổ chức cá nhân được ủy quyền đại diện hợp pháp cho cơ quan quyền lực đó. Vào thời điểm đó, đại diện cho nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quản lý lãnh thổ đối với hai quần đảo này theo quy định của Hiệp định Geneva là chính quyền quốc gia Việt Nam, về sau là Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho dân tộc Việt Nam đã tiếp quản chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nước Cộng Hòa Pháp. Theo ông Trần Công Trục, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý trong việc bảo vệ quản lý vùng lãnh thổ ở phía nam vĩ tuyến 17. Ngày 8 tháng 9 năm 1951, tại San Francisco, Hoa Kỳ, các nước đồng minh trong Thế chiến thứ hai đã kết thúc hội nghị về chấm dứt chiến tranh tại châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện Việt Nam tại hội nghị là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu. Trong hội nghị này, Thủ tướng Trần Văn Hữu đã tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam. Bản tuyên bố đã không gặp phải kháng nghị nào từ 51 nước tham dự hội nghị. Nhật Bản xác nhận từ bỏ mọi quyền hành, danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa và trả hai quần đảo này về lại chủ cũ. Cuối cùng, hội nghị ký kết bản hiệp ước hòa bình với Nhật Bản vào ngày 8 tháng 9, 1951. Sau khi Pháp rút ra khỏi Đông Dương, Việt Nam Cộng Hòa thừa hưởng chủ quyền toàn bộ hai quần đảo này từ quốc gia Việt Nam, nhưng một phần quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm giữ năm 1956. Tháng 2 năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông. Một năm sau đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ mở văn phòng liên lạc tại thủ đô mỗi nước, mở đầu việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Năm 1973, với Hiệp định Paris, hạm đội 7 của Hoa Kỳ rút ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngày 11 tháng 1 1974,
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng hai quần đảo này. Ngay hôm sau, Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên bố khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam và bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa quyết định thiết lập một phi trường trên đảo Hoàng Sa dành cho vận tải cơ hạng nặng để chuyển quân nhanh ra nhóm Nguyệt Thiềm. Ngày 16 tháng 1, 1974, trong khi thăm dò một số đảo Hoàng Sa để chuẩn bị thiết lập phi trường, phái đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã khám phá sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc. Ngày 19 tháng 1, năm 1974, trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra trên quần đảo Hoàng Sa. Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, người trực tiếp chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 cho biết: Tổng thống có ra chỉ thị phải thi hành tất cả những biện pháp để chứng tỏ cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên các hải đảo đó. Tôi thi hành từng điểm một, tôi gửi thêm chiến hạm tăng cường, đồng thời tôi chỉ định Hải quân Đại tá Hà Văn Ngạc làm chỉ huy chiến thuật cho tất cả các chiến hạm. Hải đội ra tới nơi thì thấy cái lực lượng của Trung Cộng chẳng những ngoài những cái tàu đánh cá có võ trang, còn có một số chiến hạm. Lúc đầu tôi chỉ thị cho các chiến hạm phải giữ một thái độ rất là ôn hòa, tức là báo cho các chiến hạm cũng như thuyền đánh cá Trung Cộng là đây là lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà ngược lại họ còn có những cái hành động khiêu khích, và chiến hạm Việt Nam có đôi lần phải ủi vào chiến hạm cũng như là thuyền của Trung Cộng. Sau cùng thì đến ngày 19, sáng ngày 19, Đại tá Ngạc báo cáo cho tôi là tình trạng rất là nguy ngập, là vì không bên nào nhượng bộ cho nên e rằng sẽ có một cuộc hải chiến. Thì tôi theo thủ bút của vị tổng thống, nếu cần sử dụng vũ lực thì mình phải dùng để chứng tỏ cái chủ quyền. Cho nên sau khi đánh đèn, sau khi dùng ống loa để mời họ ra nữa cũng vẫn không được, thì bắt buộc lúc 10 giờ sáng tôi ra lệnh cho Đại tá Ngạc là tất cả chiến hạm đồng loạt khai hỏa vào tàu Trung Cộng. Ông nhận xét về sự thất thủ Hoàng Sa như sau. Kinh nghiệm từ đệ nhị thế chiến cho thấy, cuộc xâm lăng của một quốc gia mạnh với một nước nhược tiểu, nếu không được một cường quốc khác can thiệp ngay từ lúc đầu, thì cuộc xâm lấn sẽ bành trướng thêm và sự thiệt hại là rất lớn đối với các quốc gia liên hệ. Một kế hoạch phản công được chuẩn bị công phu để tái chiếm Hoàng Sa, nhưng cuối cùng không thể diễn ra. Vì Hoa Kỳ ngăn chặn Tổng thống Thiệu hành động, vì nhu cầu bang giao với Trung Quốc, Hoa Kỳ chấp nhận làm ngơ để Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Trong ban biên tập là anh em sôi nổi thảo luận lắm. Thế nhưng mà được chỉ đạo của ban tuyên huấn đó, thì họ nói rõ trong nội bộ giải thích trong đảng là gì? Là các đồng chí yên tâm. Hoàng Sa mà ở trong tay của Trung Quốc đó có lợi hơn là còn ở trong tay phía Nam, miền Nam. Họ lập luận là gì? Là Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của ta, ở trong tay của Trung Quốc cũng như là của trong tay của ta thôi. Đó là điều đáng mừng, chứ không đáng lo gì cả. Nhưng mà sau khi cái trận đánh thì mình mới thấy là cái phần lãnh thổ của đất nước đã bị mất, là một cái sự đau buồn. Mà tới ngày hôm nay mới thấy là cái lịch sử là dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta
thà triều cống khi ta yếu nhưng mà không bao giờ nhường đất cho địch. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là những phần đất đã mất phải được lấy lại, dù thời gian nó là bao lâu, bao nhiêu thế hệ, những thế hệ sau phải ghi nhớ những lời mà các bậc tiền nhân đã để lại. Người lấy một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho dằn thì tội phải tru di. Sự hy sinh của 74 chiến sĩ ở Hoàng Sa năm 1974 mở đầu cho một cuộc chiến chống ngoại xâm mới từ phương Bắc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Sau khi quan hệ ngoại giao Việt-Trung trở nên căng thẳng, ngày 3 tháng 11 1978, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô, bao gồm việc thỏa thuận về phòng thủ chung giữa Liên Xô và Việt Nam. Vì mối liên hệ mật thiết với Liên Xô của Việt Nam vào thời điểm Trung Quốc coi Liên Xô là kẻ thù, sau những xung đột về biên giới Liên Xô-Trung Quốc, cộng thêm sự kiện Việt Nam đem quân vào Campuchia, lật đổ đồng minh Khmer Đỏ của Bắc Kinh, Trung Quốc quyết định tấn công Việt Nam, lấy lý do cần dạy cho Việt Nam một bài học. Cuộc tấn công này là một phần trong kế hoạch bành trướng về phía Nam của Trung Quốc, nhắm đến các mục tiêu chính là nhanh chóng chiếm đóng vùng biên giới Việt-Trung, đặc biệt là các thị xã trọng yếu gồm Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai, làm tiêu hao lực lượng chủ lực và làm suy yếu khả năng phòng ngự phía Việt Nam, hủy diệt cơ sở hạ tầng và nền kinh tế ở các vùng chiếm đóng để đẩy nền kinh tế Việt Nam đến chỗ sụp đổ. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Cuộc chiến kéo dài một tháng và kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề về sinh mạng và vật chất.